Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, quán triệt tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 211 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 16.100 cán bộ đảng viên tham dự. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các kết luận nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 đến 2025, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh tới một số nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh, như trong định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quảng Ninh tiếp tục được xác định nằm trong vùng động lực tam giác Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là một trong 4 vùng động lực quốc gia có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng quốc tế Lạch Huyện. Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế kết nối với các trung tâm du lịch lớn của khu vực và thế giới. Phát triển một số ngành công nghiệp biển có lợi thế gắn với khu vực kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Đối với nội dung tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tới một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thành công trong những năm qua của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Đảng và nâng cao năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa tổ chức thực hiện nghị quyết, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo bằng công tác tổ chức và cán bộ của Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, uy tín thật sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quán triệt triển khai nghị quyết số 10 ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Mục tiêu đặt ra là ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, chủ động và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon thấp, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và thuộc nhóm các địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Một số giải pháp được đặt ra như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách, huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác sử dụng bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường, quản trị an ninh phi truyền thống, nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục, phát huy vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp.